Hoàng bị truất quyền thi đấu ở tuyển xuống đội U22. Với pha vào bóng trên mức quyết liệt từ sau của Trọng Hoàng và chân Subachok, trọng tài Ahmed Ankap đã rút ra một thẻ vàng. Đây chính là thẻ vàng thứ hai của cầu thủ khoác áo Viettel, khiến anh phải nghỉ trận tiếp theo ở đội tuyển quốc gia khi làm khách trên sân Malaysia vào ngày 31 tháng 3 năm 2020. Việc thiếu vắng Trọng Hoàng ở hành lang phải là một thiệt thòi của đội tuyển Việt Nam, vì ông Park Hang-seo luôn xem anh như một át chủ bài chưa thể thiếu ở bên phải. Không phải ngẫu nhiên mà ông Park rất thích sử dụng Trọng Hoàng mà không chọn cái tên khác bổ sung cho lứa U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30 theo quy định của ban tổ chức giải. Cầu thủ 30 tuổi có lối chơi tích cực, thuận cả hai chân, không ngại va chạm và đặc biệt là tính đa năng khi phù hợp với nhiều vị trí khác nhau và có một tinh thần chiến đấu rất cao. U22 Thái Lan công bố đội hình khủng tham dự SEA Games 30. Đúng như tuyên bố trước đó, huấn luyện viên Akira Nishino đã không sử dụng hai cầu thủ quá tuổi tại SEA Games 30 sắp tới. Tất cả 20 cầu thủ trong danh sách vừa được công bố đều dưới 23 tuổi và sẽ là nòng cốt của Thái Lan tại giải U23 châu Á sắp tới trên sân nhà. Đáng chú ý, trong danh sách vừa được công bố là 4 cầu thủ của đội tuyển quốc gia, bao gồm Subachai, Subachok, Ekanit và Suvanat, đã được huấn luyện viên Akira Nishino bổ sung cho đội U22 Thái Lan. Đây đều là những cầu thủ đang đạt phong độ cao dưới thời huấn luyện viên người Nhật Bản, đặc biệt là Ekanit và Subachok, khi hai cầu thủ này luôn có tên trong đội hình chính thức của đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tại SEA Games 30 sắp tới, U22 Thái Lan sẽ nằm ở bảng tử thần cùng với Việt Nam, Indonesia, Lào, Brunei và Singapore. Mục tiêu của Thái Lan không gì khác là giành huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 30 sắp tới. Trận đấu đầu tiên của voi chiến sẽ là trận đấu với U22 Indonesia vào ngày 26 tháng 11. Thắng UAE, hòa Thái Lan, tuyển Việt Nam lên hạng 94 thế giới và 14 châu Á. Trận hòa Thái Lan trên sân nhà khiến tuyển Việt Nam bị trừ 1,99 điểm trên bảng xếp hạng. Nguyên nhân bị trừ điểm là do Thái Lan đang xếp dưới Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. Dù vậy, trận thắng UAE hôm 14 tháng 11 giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có thêm 15,05 điểm. Như vậy, sau hai trận đấu trong tháng 11, tuyển Việt Nam tích lũy thêm 13,1 điểm, nâng tổng điểm lên thành 1.258 và đứng hạng 94 thế giới. Với cách tính điểm của FIFA, những trận đấu tại vòng loại World Cup có hệ số là 25. Do đó, những chiến thắng của tuyển Việt Nam sẽ được cộng thêm số điểm tương đối lớn. Thầy trò huấn luyện viên Park đã bỏ lỡ cơ hội áp sát top 90 thế giới khi không thể vượt qua Thái Lan. Ngoài ra, ở khu vực châu Á, tuyển Việt Nam cũng lần đầu tiên tiến vào vị trí thứ 14 sau khi từng vươn lên vị trí thứ 15 để được xếp vào nhóm hạt giống số 2 chia bảng ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, rồi rớt xuống vị trí thứ 16 hồi giữa năm nay và mới trở lại trong tháng trước. Cổ động viên Malaysia, chúng ta sẽ hạ Việt Nam và giành ngôi đầu bảng G. Sau khởi đầu không như ý, đội tuyển Malaysia dần lấy lại phong độ với những chiến thắng ấn tượng ở vòng loại World Cup 2022. Người Mã hạ Thái Lan trên sân nhà ở lượt trận thứ tư. Mới đây, Malaysia tiếp tục đánh bại Indonesia với tỷ số 2-0 ngay trên chính sân nhà của đối thủ. Từ đội bóng ở nhóm cuối bảng G, nay Malaysia đã vươn lên vị trí thứ hai bảng đấu này với 9 điểm và chỉ còn kém đội đầu bảng Việt Nam đúng 2 điểm. Một khoảng cách có thể san lấp hoặc vượt qua bất cứ lúc nào nếu họ tiếp tục duy trì phong độ ổn định như hiện tại. Đầu năm 2020, đội bóng của huấn luyện viên Tan Chen Ho sẽ tiếp đón đội đầu bảng Việt Nam trên sân nhà. Nếu giành trọn 3 điểm ở trận đấu này, họ sẽ vươn lên dẫn đầu bảng G, bất chấp kết quả của các cặp đấu còn lại. Điều này khiến các cổ động viên Malaysia tỏ ra vô cùng hào hứng và tự tin. Cổ động viên Harit Hadi nói, "Chúng ta tràn trề cơ hội giành ngôi vị nhất bảng. Vào tháng 3 tới đây, Malaysia sẽ được thi đấu với Việt Nam trên sân vận động Bukit Jalil. Thái Lan đã phải ra về tay trắng. Không có lý do gì chúng ta không thể đánh bại Việt Nam." Việt Nam, Thái Lan, Malaysia cùng nhau tạo nên một kỷ lục vô đối ở châu Á. Theo số liệu thống kê từ AFC, bảng G, nơi có sự góp mặt của tuyển Việt Nam là bảng đấu thu hút lượng cổ động viên tới sân lớn nhất trong tổng số 8 bảng đấu thuộc vòng loại World Cup khu vực châu Á, tính đến thời điểm hiện tại. Tính tổng các trận đấu đã được diễn ra ở bảng G, gồm UAE, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, thu hút tới hơn 390.000 cổ động viên. Con số này là vô đối ở châu Á và bỏ cách khá xa vị trí thứ hai thuộc về bảng C, Iran, Iraq, Bahrain, Hồng Kông, Campuchia với tổng là 256.878 cổ động viên. Trong khi đó, bảng E, Qatar, Oman, Ấn Độ, Bangladesh, Afghanistan xếp thứ 3 về lượng cổ động viên với 227.345 cổ động viên. Tiếp theo là bảng F, Nhật Bản, Tajikistan, Kyrgyzstan, Myanmar, Mông Cổ với 184.908 cổ động viên. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia tay 5 học trò, chính thức công bố danh sách U22 Việt Nam dự SEA Games. Ngay sau khi kết thúc loạt trận vòng loại World Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã lập tức chuyển sự tập trung cho U22 Việt Nam. 5 cầu thủ cuối cùng bị loại là Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Hữu Thắng, Phan Thanh Hậu, Ngô Hồng Phước và Nguyễn Trọng Đại.
U22 Việt Nam đón 8 tuyển thủ bổ sung từ đội tuyển quốc gia, bao gồm Quang Hải, Văn Hậu, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Trọng Hùng, Tiến Linh và Thành Trung. Trong đó, hai suất dành cho cầu thủ trên 22 tuổi thuộc về Hùng Dũng và Trọng Hoàng. Lên đường sang Philippines, ngoài 20 cầu thủ trong danh sách cuối cùng, còn có thêm thủ môn Văn Biểu với tư cách là cầu thủ dự phòng. Chiến dịch SEA Games của U22 Việt Nam sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng 11 với trận gặp U22 Brunei. Hai thủ môn được lựa chọn là Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Toàn. Hậu vệ có 7 người gồm Hồ Tấn Tài, Đỗ Thanh Thịnh, Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Đức Chiến, Lê Bảo Ngọc, Thành Trung, Văn Hậu. Tiền vệ 8 người: Bùi Tiến Dũng, Trần Thanh Sơn, Triệu Việt Hưng, Trương Văn Thái Quý, Đỗ Hùng Dũng, Quang Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Hoàng Đức. Tiền đạo 3: Hà Đức Chinh, Trọng Hùng, Tiến Linh. Cổ động viên Malaysia và Indonesia gây bạo loạn ở vòng loại World Cup 2022, ném pháo sáng và bom khói vào nhau. Trái với khung cảnh thanh bình trong trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, hàng chục nghìn người đến sân Bukit Jalil ngày hôm qua đã phải chứng kiến khung cảnh cực hỗn loạn. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc cất lên, cổ động viên hai đội đã ném pháo sáng, bom khói vào nhau. Khung cảnh hỗn loạn bắt đầu nổ ra ở gồng E sân Bukit Jalil rồi dần lan tỏa sang các khu vực khác. Được biết, các cổ động viên Malaysia là những người dùng pháo sáng đầu tiên ở phút 27 của trận đấu khi đội tuyển của họ có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Sau đó, cổ động viên Indonesia đáp lại khi trận đấu kết thúc. Thậm chí họ còn lao vào khu vực của cổ động viên Malaysia để thách thức, gây hấn. Nhưng cũng có nguồn tin cho rằng Malaysia chỉ đốt pháo sáng để ăn mừng, chứ không có ý định khiêu khích Indonesia. Vụ việc khiến nhiều fan vô tội đã bị mắc kẹt trong sân, phải chờ hàng tiếng đồng hồ mới được cảnh sát giải cứu. Khung cảnh bên ngoài sân vận động thậm chí còn hãi hùng hơn. Cổ động viên hai đội đã lao vào ẩu đả nhau, kết cục là một người bị đâm trọng thương. Nhận thấy vụ việc đã đi quá xa, cảnh sát Malaysia bắt giam 41 nghi phạm, bao gồm 27 người Malaysia và 14 người Indonesia để điều tra làm rõ vụ việc. Fan Becker, Văn Hậu lăn xả hệt vì đích. Trên sân Mỹ Đình, Văn Hậu chứng minh những tháng ngày tập luyện tại Hà Lan không hề lãng phí. Hai tháng sau khi đầu quân cho SC Heerenveen, cầu thủ này có thân hình vạm vỡ, yếu tố giúp anh không hề thua kém cầu thủ đối phương trong những tình huống tranh chấp tay đôi. Chứng kiến Đoàn Văn Hậu cố gắng dùng đầu cản phá cú dứt điểm của cầu thủ Thái Lan, cựu trung vệ Danny Van Barker dành nhiều lời khen ngợi hậu vệ trẻ của Thái Bình. Pha bóng Văn Hậu lăn xả hệt John Terry hay Nemanja Javidic, Van Barker chia sẻ. Van Barker tiếp tục nhấn mạnh, không cầu thủ Đông Nam Á nào có được thể hình rắn chắc như Văn Hậu lúc này. Hậu vệ trái của tuyển Việt Nam cao 1m85 và đang sở hữu cơ bắp rắn chắc. Trước UAE và Thái Lan, Văn Hậu chạy rất khỏe, có nhiều tình huống lên công về phòng thủ. Một cầu thủ toàn diện về chất lượng chưa từng thấy ở Việt Nam trước đây. Đang đà không phục cách chơi của tuyển Việt Nam. Tiền đạo lớn tuổi nhất bên phía Thái Lan đã thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận hòa không đều trước tuyển Việt Nam tối 19 tháng 11. Khi được hỏi về cách chơi của Việt Nam trong trận đấu này, anh đã không ngần ngại trả lời. Tôi thấy tuyển Việt Nam gần như chủ động phòng ngự trong cả trận đấu. Các bạn dẫn đầu bảng, tuyển Việt Nam chỉ cần kết quả hòa ở trận này, đó là điều dễ hiểu. Tiền đạo thuộc biên chế Mua Thông United nói, trận hòa không đều trước Thái Lan giúp Việt Nam tiếp tục duy trì ngôi vị số 1 ở bảng G trước khi khép lại hành trình vòng loại World Cup 2022 trong năm 2019. Thầy trò huấn luyện viên Park Seo có 3 trận đấu vào năm 2020, trong đó có 2 chuyến làm khách quan trọng trước Malaysia và UAE. Huấn luyện viên Nishino, tôi đã xin lỗi Park Seo. Tôi biết huấn luyện viên Park Seo từ lâu khi còn làm việc ở Nhật Bản, Nishino nói sau khi đặt chân xuống sân bay Suvarnabhumi, Bangkok chiều 20 tháng 11. Dù Nhật Bản và Hàn Quốc không có quan hệ tốt, chúng tôi vẫn hòa nhã, luôn chào hỏi khi gặp nhau. Sau trận đấu, tôi đến bắt tay và xin lỗi Park. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó giữa các trợ lý và Park. Tôi sẽ phải nhìn lại băng hình để xem liệu hành vi của Tô Đích có phù hợp hay không. Sau trận hòa không bàn thắng, Park và Nishino đều bắt tay nhau. Huấn luyện viên người Hàn Quốc bị Tô Đích khiêu khích bằng cử chỉ tay mỉa mai chiều cao của ông. Điều đó khiến huấn luyện viên Park nổi giận và lao vào định ăn thua với trợ lý huấn luyện viên thủ môn người Serbia. Không chỉ xin lỗi đồng nghiệp, Nishino còn xin lỗi người hâm mộ khi Thái Lan chỉ đoạt một điểm trong hai trận gần nhất gặp Malaysia và Việt Nam. Cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng đội tuyển, nhưng tôi xin lỗi vì không đạt kết quả tương xứng. Bản tin bóng đá Việt Nam ngày 21 tháng 11 của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn vì đã chú ý đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!